Chỉ còn ít ngày nữa là bãi trông giữ xe máy cuối cùng của Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ đóng cửa để phục vụ công tác cải tạo lại cơ sở hạ tầng. Băn khoăn lớn nhất lúc này của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là khách tới viện sẽ gửi xe ở đâu? Thông tin sau đây có thể sẽ giúp ích cho quý vị. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và Bệnh viện Bạch Mai đã có đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải cho phép sử dụng vỉa hè đường Giải Phóng, đoạn giáp với tường rào của Đại học Bách khoa Hà Nội làm bãi trông giữ xe tạm thời. Được biết là đoạn vỉa hè này có diện tích khá lớn, khoảng 700 m². Tuy nhiên, đây cũng là con đường trọng yếu, có lưu lượng phương tiện khá đông nên phải nhờ các chuyên gia, các cơ quan chức năng cho ý kiến. Trước đó, thì phía bệnh viện đã chủ động liên hệ với 3 trường đại học gần kề là Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng và Đại học Kinh tế Quốc dân, thì Đại học Bách khoa đã đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, phải sau ngày 15 tháng 10, trường mới có thể bố trí một khoảng không gian trong khuôn viên làm bãi gửi xe cho người dân đến thăm khám. Ngoài ra, ở đường Phương Mai phía sau bệnh viện có điểm nhỏ trông giữ xe ở trước cổng Bệnh viện Việt Pháp. Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai đã có hướng dẫn để bãi gửi xe này nhận trông xe cho bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh.